Cây cổ thụ ôm chặt cứng chiếc xe máy suốt 25 năm ở Bình Dương. Theo tìm hiểu, được biết cây cổ thụ và chiếc xe máy nằm trong vườn nhà của một người đàn ông ở Bình Dương. Ông Tâm cho biết đây là tác phẩm được tạo ra một cách tình cờ từ 25 năm trước. Ông Tâm kể lại khoảng thời gian đó, ông bắt đầu mở quán bán cháo vịt trong vườn nhà để không gian được rộng rãi. Ông Tâm dắt chiếc xe máy hiệu Yamaha tựa vào gốc cây. Thời điểm đó chiếc Yamaha vẫn chạy tốt, nhưng ông Tâm không có nhu cầu sử dụng nên cứ để xe cạnh gốc cây ngày này qua ngày khác. Thời gian sau, có sợi rễ nhỏ của cây cổ thụ bám lên chiếc Yamaha. Thấy vui mắt ông Tâm để nguyên vậy. Suốt 25 năm qua, tán tá cổ thụ che mưa che nắng cho xe máy. Đến giờ chiếc xe máy không thể nhúc nhích vì rễ cổ thụ ôm chặt. Ông Tâm cho hay có nhiều người trả giá hàng chục triệu để bê nguyên tác phẩm này đi trồng lại tại các khu du lịch, nhưng ông không bán. Ông chia sẻ thêm, ông đã mua lại chiếc xe này từ một người bạn. Đây là một trong những chiếc xe máy đầu tiên của hãng Yamaha nhập từ vào Việt Nam vào hơn 50 năm trước. Chiếc xe Yamaha đó là xe đầu tiên tôi mua được. Hồi đó giá của nó tương đương 1.000 con vịt chứ đâu có ít. Bây giờ tôi có nhiều xe, tôi cũng xây được luôn biệt thự. Nhưng chiếc xe máy đó gắn bó với tôi từ những ngày gian khó, nên tôi đã quyết định sẽ không bán nó.